Sinh vật kỳ lạ xuất hiện trong rừng, đứng im sừng sững, trừng mắt nhìn người khiến thanh niên đi khám phá sợ hãi toát mồ hôi hột. Một anh chàng ưa khám phá trong một chuyến đi rừng đã vô tình bắt gặp sinh vật kỳ lạ khiến anh đứng hình toát mồ hôi hột. Ngay lập tức, anh đã lấy điện thoại ra quay lại hình ảnh của sinh vật này, trở về và chia sẻ cho mọi người. Theo đó, khi anh chàng đang đi thì luôn có cảm giác một ánh mắt nào đó dõi theo mình. Ngay lập tức, anh tìm kiếm xung quanh thì thấy có một sinh vật kỳ lạ đứng im như trời trồng, chăm chăm nhìn thẳng vào anh. Khi anh tới gần, thậm chí nó không hề sợ hãi mà còn hò hét, tỏ ra rất hung dữ. Còn gần cổ lên gọi hội ra đuổi anh chạy tơi bời khói lửa cơ mà. Đây thực chất là con vạc hoa, một trong những con vật nằm trong sách đỏ. Ai may mắn lắm mới có thể thấy được loài vật này. Vạc hoa là loài chim thuộc họ diệc, có cả ở Trung Quốc và Việt Nam. Môi trường sống tự nhiên của chúng là tại ven các con sông và rừng nhiệt đới ẩm. Với ngoại hình khác thường, đôi mắt to và chiếc cổ dài, chúng trông không khác gì người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, đến hiện nay, môi trường sống của loài này đang dần bị thu hẹp do thay đổi khí hậu. Chính vì vậy, số lượng cá thể của chúng ngày càng giảm sút nên việc bắt gặp chúng là rất khó. Một số cư dân mạng thì đùa rằng, thấy con người mà không biết chạy, cứ đứng im với trừng mắt lên thế kia thì hẳn nào phải vào sách đỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, tiếp tục ủng hộ kênh để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé!